17 câu nói thấm thía tâm can giúp bạn sống bình an, tự tại. Kính thưa quý vị, hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời của bạn bằng nụ cười chứ không phải nước mắt. Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười. 1. Khi còn khỏe mạnh, ai cũng nghĩ rằng ngày tháng còn dài, cơ hội tương phùng không thiếu. Nhưng ai biết chăng, đời người như ánh chớp giữa hư không, nhân sinh vốn là cơn ảo mộng. Cuộc đời người ta nguyên là một phép trừ, gặp nhau một lần cũng chính là trừ mất đi một lần. 2. Thời còn nghèo khổ, hãy ít ở nhà mà ra ngoài nhiều hơn. Còn khi giàu sang rồi, lại nên ở nhà nhiều hơn ở bên ngoài. Đây chính là nghệ thuật của cuộc sống. 3. Đừng buông lời làm tổn thương người khác khi bạn đang tức giận. Chớ lý giải, đánh giá người khác chỉ với đôi tay. 4. Càng là lúc nghèo khổ, càng nhất định phải phóng khoáng. Nghèo đừng oán trách, giàu cũng đừng khoe khoang. Sống đơn giản hơn, bình lặng nhưng thiết thực. Làm việc thiện nhiều hơn, tâm sẽ tự bình yên. 5. Cơ hội ít khi xuất hiện hai lần, cũng như không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Có những chuyện một khi trôi qua là trôi mãi, chẳng có lần sau. Có những điều không nói ra sẽ mãi mãi là bí mật, sống để dạ, chết mang đi. Hãy thành thực, hồn hậu, sống tùy duyên, không lo ngày mưa, chẳng sợ ngày nắng, ung dung như cơn gió phiêu bồng. 6. Tha thứ cho người nào đó, nhưng trong tâm vẫn không thể vui vẻ lên, vẫn còn oán hận. Ấy là vì bạn đã quên mất một điều, tha thứ cho chính mình. 7. Tuổi trẻ là tài sản lớn nhất, vậy nên hãy biết trân quý thời gian. Nghèo khổ không phải là bi kịch, mất đi lòng yêu sự sống mới là thất bại lớn nhất đời người. 8. Những thứ không cần tới, dù có tốt tới mấy cũng chỉ là rác rưởi. 9. Một ngày kia, bạn sẽ hiểu được rằng lương thiện khó đạt được hơn thông minh. Thông minh là trời phú, còn lương thiện là một loại chọn lựa. Ở đời, đối đãi ta chọn thiện lương, xử sự ta chọn chân thành. Đối với người thì khoan dung, đối với mình thì nghiêm cẩn. Được thế, chẳng phải đã được sống một đời ung dung, tự tại nhất đó rồi sao? 10. Quen biết bao nhiêu người, không nói lên được bạn tài giỏi bao nhiêu. Chính là trong lúc hoạn nạn, khó khăn, có được bao nhiêu người quen biết bạn. 11. Trên đời có những việc không cần giải thích, có những điều hôm qua còn là tranh chấp thiệt hơn, ngày mai đã thành mây, thành khói. Nếu không làm sai, bạn không cần giải thích biện minh. Nếu đã làm sai, giải thích cỡ nào cũng chẳng ai tin bạn. 12. Người phụ nữ không có sức hút mới cảm nhận được thói trăng hoa của đàn ông. Người đàn ông không có thực lực mới cảm nhận được năng lực thật sự của người phụ nữ. 13. Lúc người nghèo khổ chớ so đo miệt thị. Người nghèo nhưng chí không nghèo. Hãy đối đãi với họ bằng cả tấm lòng thiện lành, chân quý. Khi người giàu có cũng chớ cầu cạnh, nịnh hót xun xoe. Giàu tiền không bằng giàu đức, nhà rộng ba gian không bằng lòng người rộng rãi. 14. Đầy trong thiên hạ người quen biết tri kỷ, cùng ta được mấy người. Gặp người tri kỷ thì nâng cốc, thơ chỉ bình ngâm với bạn hiền. 15. Trên đời, chuyện không như ý thường chiếm tới 8-9 phần. Có một số việc đến lúc cần chấm dứt thì hãy chấm dứt. Có một số người đến lúc phải quên thì hãy quên đi. 16. Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt. Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười. 17. Chuyến phiêu lưu của đời là học hỏi. Mục đích của đời là trưởng thành. Bản tính của đời là thay đổi. Thách thức của đời là vượt qua. Tinh túy của đời là quan tâm.
Cơ hội của đời là phụng sự, bí mật của đời là dám làm, hương vị của đời là giúp đỡ, vẻ đẹp của đời là cho đi. Với từng người khác nhau, hạnh phúc cũng sẽ có hình dạng khác nhau. Điều con trẻ mong cầu rất đơn giản, chỉ cần được vui chơi, có cái ăn cái mặc thì đã là hạnh phúc. Còn những điều người lớn theo đuổi lại phức tạp vô cùng. Có ăn có mặc lại còn phải có nhà lầu, xe hơi, thăng quan tiến chức. Nhiều người cho rằng đuổi theo hạnh phúc thì sẽ bắt kịp, truy cầu tiền tài thì tiền tài sẽ tới. Kỳ thực, mọi chuyện nào có giản đơn như vậy. Một hôm, chó con hỏi mẹ, hạnh phúc là gì hả mẹ? Chó mẹ ôn tồn nói, hạnh phúc chính là cái đuôi của con đó. Chó con nghe xong thích thú, vui đùa nhảy nhót cả ngày. Một hôm, nó ỉu xìu đến trước chó mẹ than thở. Mẹ ơi, sao con chẳng bao giờ bắt được hạnh phúc của mình vậy? Chó mẹ lại dịu dàng. Con chẳng cần phải bắt đuổi nó làm gì. Chỉ cần con luôn mỉm cười và tiến lên phía trước, thì hạnh phúc sẽ theo sau con đó. Thực vậy, nhìn về phía trước, sống thật tốt cuộc đời của mình, buông bỏ đi ham muốn, dục vọng. Hạnh phúc chính là đã ở sau lưng bạn rồi. Ví dụ như, có bao giờ chú chở cha chú qua con đường làng nơi ngày xưa cha chú dẫn chú đi học? Ví dụ như, có bao giờ chú cảm ơn người vợ rất mực dịu hiền và trung thủy đã đi với chú ngần ấy năm mà không một tiếng than vãn, dù cho chú nát rượu và nghiện khói thuốc? Bác sĩ, tôi chưa từng nghĩ tới điều đó. Chú có bao giờ quan tâm tới những đứa con của mình? Chú có nghĩ rằng một lời hỏi han của chú không thể làm họ hạnh phúc? Vậy đó, sống sâu là sống với những điều nhỏ bé đơn giản như thế. Cuộc sống là vô thường và con người không ai giữ được gì cho mình khi chết đi. Sinh lão bệnh tử là quy luật của tự nhiên rồi. Ai mà không mắc bệnh dù từ giã cõi đời. Chỉ tiếc rằng chú đã chọn một con đường ngắn hơn cho riêng mình để chấm dứt sự sống. Sau giai đoạn sốc này, chú sẽ chấp nhận được sự thật thôi. Và khi đó thì chú sẽ quay trở về với bản thân mình, với chính sự đơn sơ nguyên bản của con người mình, để trân trọng nốt những giây phút còn sót lại của hiện tại. Người bệnh trầm ngâm một lát rồi bảo, cảm ơn bác sĩ. Khi tiễn chú ra cửa, tôi thấy có một người đàn ông đang ngồi ở đó vẫy vẫy tay. Tôi tiến lại gần rồi hỏi nhỏ, chú ấy là gì của anh? Cha ruột, chàng trai đáp, anh có biết ba của anh bị